Bài tiếp theo. Đó mình học. Đó bài đó. Ví dụ bài 11 nè. Rồi thì mình tách này ra. Căn 16 là 4. Căn 25 là bằng mấy? 5 là 5. Căn 96 là 10 mấy? 14. 14 là 16. Tổng đây là 16 là 14. 14. Đây là 7. Hả? 14 là 5, 20. 14 chia 7 là 2. Bằng 22. Ví dụ vậy đây thì 9. Căn 81 bằng 9. Sao nó hai cái căn lại vậy? Chỗ này là bằng 9 đúng không? Chỗ này là bằng căn của 9. Căn của 9 đây là bằng 3. Mình rốt cuộc phải ghi thẳng nó ghi vậy không hay là mình ghi kết quả ra không? Ghi ra chứ làm ra chứ đâu được ghi quả rồi. Bạn đây thì làm tương tự thôi. Bạn này làm xem số 2 cho mình 36 nè. Bạn đây chứ bằng gì đây? 36 này chia này. Đây là 36 này. Chia cho căn của 3, của 2 nè. Căn 36 nè. Thì trừ cho 169 nè. Đây là bằng 36 chia cho đây bằng bao nhiêu? Căn của 3 bình là bao nhiêu? Căn của số bình phương là 9 đó. 3 đây là 6. 169 là căn ra là bao nhiêu? 13. Một cái máy rồi. 19 là căn ra 13. Đây 36 18 nè. 36 chia 18 bằng 2. Trừ 13. Là bằng trừ 11. Cái bài này làm được không? Làm bài này thì coi nè. Có nghĩa là trong căn này có lớn không? Lớn mà không? Cho đi làm đi. Khi cái đó có nghĩa là này giống bài này nè. Xác định khi bấy lớn mà không nè. Làm đi, coi. Tìm x để mỗi căn thức sau có nghĩa. Mình ghi căn 2x cộng 7 có nghĩa tương đương. Có nghĩa. Có nghĩa tương đương gì? Tương đương 2x cộng 7 lớn hơn bằng không? Tương đương cái hiệu gì sao? Lớn hơn bằng không? 2x. Tương đương hơn. Nhất lớn hơn bằng số 7 qua là từ 7 thì chia 2 đến bằng từ 7 còn 2. Nhớ không? Có nhớ hồi xưa không? Chuyển số này qua đây này là từ 7 này thì chuyển số này qua là chia. Chị không? Rồi, giờ tới của B. Trừ căn của trừ mấy cộng 4.
có nghĩa là thay chữ được đi là gì các bạn? Rồi 3 x cộng 4 đó trừ mấy chứ? Chuyển sang là như chia chia cho từ quan bị sai đảo giáo lại chia cho số âm này đảo giáo ngược lại tôi đưa biết cái gì biết nhỏ mà nhỏ không ba đúng rồi thì số trừ đừng bỏ đi bốn con báo rồi số c đây căn số một trên m trừ một cộng x gạch 2.77 đó trừ một rồi trừ một còn mấy rồi lớn rồi mà không rồi tôi đâu biết đâu chăng tương đương cái này, này trừ một còn mấy này ra này tương đương trừ một còn mấy đâu chăng bằng đâu bằng không được dưới mẫu không bằng được lớn hơn không đó người cái tử lớn hơn không rồi thì cái mẫu phải lớn hơn không biết không không được một xong đâu qua tử qua câu đi bài tập rất nhiều anh nhà không làm gì hết không làm gì cho đi anh Thư lâu nay làm gì ở nhà rảnh ra làm gì làm nhà rồi một cộng mít bình lớn bằng không lớn hơn bằng không này thì sao không có ghi nữa đây là số là không âm rồi cộng một là lớn bằng không rồi nên mình ghi ra là khóa với mũi khóa khóa mã khóa với mũi không tương đương nữa ghi khóa mũi với mũi tức là nó đã đảm bảo mỗi đời không còn gì nữa. Bây giờ cái này bài này bài số 13 này rút gọn các biểu thức sau ghi đi a hai căn bình hai căn a bình trừ 5 a tối đa nhỏ không hai căn a bình rồi trừ 5 a với a nhỏ không mình đánh dụng cách này rồi nó giờ bằng dưới bằng hai thì tuyệt đối chị tuyệt đối này chị tuyệt đối của a là trừ 5 a nhìn đây khi a nhỏ hơn không thì trị đối ra là bằng trừ a mà lớn bằng không thì trị đối ra bằng a nhưng mà cho nên là nhỏ hơn không này nên cho nên là mình trừ 2 a bằng chứ không có tương đương nó bằng trừ 2 a hai trừ 2 a tại vì cái a năm gì a năm này thì nó bằng rồi bằng tích bằng chứ không có tương đương trừ hai là trừ năm ba trừ năm trừ ba không biết phải lấy máy tính trừ năm trừ ba người ta cho mình không cái gậy gậy hai cái gậy trừ năm cái gậy nữa không có mấy cái gậy tiếp tục câu B hai căn 25 a bình
nhân 25 a bình cộng 3 a với a lớn hơn hoặc bằng 0. Rồi, bằng đi. Bây giờ hỏi bằng cái mẫu tương đương. Bây giờ 25 a bình thì bằng mấy a bình? Chúng ta thích hồi xưa 25 a bình thì bằng mấy a bình? Biết không? 25 a bình này thì bằng mấy bình này? Đó. Bằng mấy bình? 25 a bình thì bằng mấy bình đây? Không biết à? Còn 5 mấy hả? 5 x 5 25 ghi vô. Lấy cái đó mà không biết làm thì không làm được này. 5 mấy tất cả bình. Tất cả bình rồi căng nữa. Căng. Đây cộng 3. Rồi chỉ biết bằng. Bằng. Rồi. Đi thì đối cho quên lại đi thì đối 5A 3 bằng tiếp trừ 5A đó hả? Lý do không biết nữa, không nhìn cái này đây có dấu trừ là vì nó nhỏ hơn không nè, đây to lớn hơn không nè. Dạ không có dấu trừ. Dễ không? Chỗ này thì lại không cho nè. Chỗ này không cho. Để con này đi coi. Căn của 9A mũ 4 cộng 3 bình đó, này họ không cho cái gì hết. Bằng cái gì? 9A mũ 4 là bằng cái gì bình lên? Phải biết nhưng quy đổi không quy đổi được là không làm được. Con mũ 4 mà. Bây giờ 9A mũ 4 là bằng cái gì bình nữa được đây chứ? Bây giờ đọc thì nghe thấy là gì bình đi nhé. Gì bình là chín? Gì bình là chín này? Ba. Rồi cái gì bình là A mũ 4? A mũ 2. Ghi vô. Kéo cái căn lên chút. Rồi tiếp tục. Bằng. Bạn tiếp đi. Rồi mình thấy 3 mũ 2 là số là sao? Sao không? Không ăn thì bỏ ra giữ nguyên. Còn nếu nó ăn thì thêm dấu trừ vô nữa thôi. Bằng 9 A mũ 2 mũ 4. 3 A bình cộng 3 A bình là bằng bao nhiêu A bình? 3 quyển vở cộng 3 quyển vở bằng mấy quyển vở? Ủa nhưng mà ý con này nói cái đằng sau cái số bình phương đó nè. Thì kệ đó, bây giờ 3 A bình cộng 3 bình là mấy A bình? 9. 3 cộng 3 là 9 hả? Ủa 3 là 6 chứ. Lộn đang nhân. 6 A bình. Đáp số là 6 A bình nữa nha. Thấy chưa? Thầy nói 2-3 lần là biết rồi. Bây giờ câu D thì lại cho A nhỏ hơn không? Có tiếp tục đó, tiếp tục không không đâu, tới bài hết bài này cái đã rồi như là chứ tới đây. Hết có chịu hỏi. Qua bài D này. 5 nhân căn 4 A mũ 6. 5 căn 4 A mũ 6.
trừ 3 mũ 3 mà với nhỏ hơn 0. À, bây giờ tại sao nó cho nhỏ hơn 0 này? Rồi mình cũng lập thành một bình phương. 5 đi, 5 rồi, 5 đi 5. Rồi mở mặt ra. Rồi mở mặt ra. Mở mặt ra. Đúng rồi. Cứ đi giữ bình ngồi trước đi. Để ngoài bình trước đi nữa. Rồi. Trong mấy nhân 3 này chạm 6. 3. Ừ. Rồi. Rồi. Tiếp tục. Một số bình phương thì đúng rồi. A43. Bây giờ mình mới coi nè, A nhỏ hơn 0 thì A43 nó là sao? Là âm. Đúng rồi. Như vậy nó âm thì như cái đó nó sẽ âm, âm thì lấy ra có dấu trừ. Y 5 nhân trừ nhân mở mặt ra. Trừ 2A3. Trừ 3A3. Bây giờ lấy cái máy tính bấm thử cái số trừ 2 của 3 nữa đâu. Đóng mặt này. Đóng mặt là mũ 3 này. Mũ 3 là 5 đó. Rồi rồi. Mũ 2 thì là vô á. Rồi. Bây giờ mình nhân vô. 5 nhân trừ 2 là mấy? 10. Ừ. Rồi đúng. Mười ba. Bây giờ phân tích thời gian tử thì phải có hình hình nhận thức. Giờ đây mình áp dụng hàng phân tích nào? Số mấy? Mình áp dụng hàng phân tích nào? Số mấy? Áp dụng hàng phân tích số 3 bằng đi bằng x bình trừ căn 3 bình. Bằng dưới bằng x trừ căn 3. Rồi đóng vào mặt, đóng vào lại. Cái nào đóng vào cái nào? Đóng vào, đóng vào. Rồi nhân tiếp lên. Nhân x cộng căn 3. Quên nào nó thức là A từ B nha, cộng B. Nhân cho x cộng cho 3 bình. Căn 3 nhân bình gì nhé. Đóng vào lại. Xong rồi đó. Gì trời ơi, đang quay đừng gọi gì để dừng tạm để đang quay kìa. Rồi quay nó đâu chịu nghe đâu. Tiếp tục bài này. X bình trừ 6 giống gì đây hả? Đúng rồi, giống gì giống em. Rồi xong rồi, đẹp quá là gì nữa đó. Rồi bây giờ làm cái này thì kem đi rồi được không? Rồi đi câu C. Thì x bình trừ các cộng đấy, cộng hai căn ba. Thầy quay người vậy, thầy có quay không mà? Cộng hai căn ba x cộng cho ba bằng gì?
giống hạng bích số 1 luôn. Ờ, thế tôi nè, cộng 2 nè, A nè, B nè, cộng B bình nè. Mình ghi lại dòng. Ghi bằng x bình. Cộng 2 nhân x nhân căn 3. Nhân căn 3. Đây, cộng cộng cho căn 3 bình. Bằng nhau với tôi luôn. Đúng rồi, okay. Đi vô. Vô. Không biết mấy hả? Hai cộng b tất cả bình phương. Cộng cho hai. Cộng cho căn ba đây. Cộng cho căn ba. Đây là a bình này. Cộng hai này a b đấy không? Cộng b bình này. Rồi. Được chưa? Qua câu đi. X bình trừ 2 căn 5x cộng 5. Bình trừ 2 căn 5x. Rồi, bằng chân mua được câu sơ. Mình chết. Ừ. X bình rồi. Đây nè. Căn 5 bình phương. 5 là bằng căn 5 mũ 2. Bằng tiếp. Bằng cái tương đương rồi. Vậy. Trừ cho căn 5. Rồi xong. Rồi làm tiếp tục. Nhảy bên này. Này rồi không? Qua bên này. Cái này thấy không? Với A lớn bằng 0 thì A sẽ bằng căn A tất cả bình nè. Bây giờ giải về phương trình này. X bình phương trừ 5 bằng 0. Giải bằng cách lập hàm nó thích đó. X bình phương trừ. Rồi giờ nó hiện đỏ lên nữa. X bình trừ 2 căn 11 x cộng 11. Số 2 hả? Số 1 và số 2. Trừ 2. Nhân cho x. Căn. À đúng rồi nhé. Nhân với căn 11. Rồi. Cộng với kéo căn dài chút. Cộng với căn 11 bình. Bằng 0. X tương đương bằng 1. X trừ căn 11 bình. Cộng 11 thôi chứ bình. Trừ căn 11. Rồi đóng rồi. Bình. Đó, bằng 0. Rồi tôi lưu x trừ căn 11 bằng 0. X trừ căn 11 bằng 0. Bỏ cho mình đi luôn. Kéo căn. Ngày xưa mình học bảng số, bây giờ mình học bằng căn. Hấp dẫn chưa? Thôi vậy con voi đi thôi. Con voi giải thích nè. Câu 16 nè. Giờ đố hãy tìm chỗ sai trong phép chứng minh con mũi nặng bằng con nặng bằng con voi dưới đây. Chỉ. Ừ. Giả sử con mũi nặng 5 g còn con voi nặng 2 g ta có M bình cộng V bình
Cái bằng phía bên cộng là bên không? Đó là bằng đúng không? Con mũi này cộng voi bình này là bằng voi bình cộng mũi bình nữa không? Giờ nó mới cộng cả vế cho trừ 2mv. Thì đây sẽ trừ 2mv, đây này trừ 2mv, bên này sẽ m trừ v bình. Bằng lớn x số 2. Bên này v trừ m bình. Giờ lấy căn bậc 2 mỗi vế của đoạn thích trên người ta được. Như vậy căn đây là cuối cùng với m trừ v bằng v trừ m. Chuyển qua m qua đây là 2m, chuyển v qua đây là 2v. Như vậy cuối cùng lại m bằng v, vậy mũi bằng voi. Đúng hay là sai? Sai chỗ nào? Và tại sao lại con mũi được bằng con voi? Đấy là sai rồi đúng không? Nhưng mà sai chỗ nào? Tìm chỗ sai rồi. Hay không? Tìm chỗ sai. Rất là hay luôn. Chứ tìm sai chỗ nào? Sai là do cái chỗ này anh không có đóng tiền đấu lại nè. Khi chỗ này mình bỏ thì đối ra thì là vẫn là V trừ M chứ không phải là M trừ V. Chỗ này bỏ ra cũng V trừ M. Như vậy thì đâu có thể mũi bằng voi được. Đây, sao được đó. Thôi đứa nào đây thầy giảng bài đây. Để rồi nhà làm bài tập. Định lý nè. Bài số 3 liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương. Một định lý tính và so sánh. Này là bằng này là bằng 20 4 này nhân 5 20 đây sẽ bằng là căn của 4 nhân 5 này bằng 4 nhân 5 căn 16 thì 4 căn 5 là 55 bằng 5 đây là cũng bằng căn cái này là bằng nhau có nghĩa là mình căn của một tích sẽ bằng tích của một căn rồi đây nè định lý nè với hai số AB không âm ta có căn của một tích A nhân B bằng căn A nhân căn B thì dễ hiểu không dễ hiểu không dễ hiểu mà đó, đây là cái chứng minh mình chỉ cần nhớ định lý được rồi chứng minh lấy là bình phương hai vế này bình phương hai vế này thì chỗ này sẽ ra là AB nè chỗ này nó cũng ra AB nè AB. Bây giờ áp dụng quy tắc khai phương này, muốn khai phương một tích các số không âm luôn luôn cái nào nó không không đấy không? Có thể khai phương từng thừa số rồi nhân các kết quả với nhau. Đó. Ví dụ áp dụng này. Đây mình khai ra từng đấy họ khai cho mình rồi. Tách ra này 1 2 3 này thấy không? Đang không chín còn nhiêu? 97. 7. Cái 55. Căn 1.14 này là 1.2 5 nhân 1.2 là 6, 7, 42 đó. Nhưng đối với bài này thì không tách được bởi vì căn 800 ta, 810 đâu được đâu không thưa quan là nó sẽ không được đúng không đó, nó không có ra số được thì người ta phải tách cái số 0 này tách số 0 này này tách số 0 này ra bởi vì cái này là 81 hay là 2 căn này này là 9 đây cái căn được 2 số 0 này với số 0 này là 10 nhân 10 là 100 đây đây hiểu không tách như nào cũng được tách đây tách đúng chứ 81 nhân 10 nè 810 là 81 nhân 10 40 là 4 nhân 10 thì 81 lên đây 4 lên đây còn 10 nhân 10 trăm bỏ đấy đến đây mới được tách nè tách sao cho nó thuận lợi rồi tách chứ không phải tách đại đó nha rồi đây sẽ bằng 9 nè 99 81 để 2 là 21 10 nhân 10 trăm và chiếc ra 18 bỏ số 0 vô 18 luôn bây giờ mình làm bài này thì làm như thế nào này tắt được không này tắt được luôn 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 được luôn luôn rồi căn của này là 0.4 là làm gọn nha căn này là 0.8 căn này là bằng 15 này 4 này là 16 nè 6 4 5 20 6 nhân cho 0.8 rồi, 0.8, 0.8. Như vậy cái này nè, này tắt được không? Này tắt không được, mình phải lụm cái số 0 ra ngoài ra.
Đó, số 0 là đây là 10 với 10 là 100 này. Đó này. Ủa, 0 với 0 là đang 100 đó. Đó, thì đó nhân 10 nữa. 25 nhân 10 nữa. 36 nhân 10. 10 nhân 10 là 5 đây nữa. Hiểu không? Hiểu không? 5 là căn 5, căn 36 bằng 6. Căn 150. 56 30, 30 10 là 300. Tính lấy máy tính bấm nữa ra đúng bài đăng không? Căn cao này được chưa? Mình có máy tính mới bấm cái giờ rưỡi trong tay mình không có máy tính mà đứa này mình đánh mình làm này ra liền thấy không? Không cần máy tính. Như vậy mình làm cách này là phòng khi mình không có máy tính. Ủa chứ đâu phải khi nào không có máy tính là làm. Nếu vô làm bài mình phải tính như vậy mình bấm máy ra luôn. Tính như vậy. Bấm máy thì đâu cho ăn điểm. Mình phải tính là như vậy nhé. Mới được ăn điểm nhé. Bấm máy là trường hợp là mình học qua lớp 9 rồi thì mình được bấm máy. Trong lớp 9 là bấm mà tham khảo thôi, bấm đấm để tham khảo kết quả chứ không có được, không có được bấm mà ghi bằng đáp số ra thôi làm gì nữa, không học gì nữa. Làm vậy chắc phải cuốn cho có cách năm. Ghi đây bằng 4,8 ghi vô đây thôi, bằng 300 ghi đây thôi. Nó cho bài này 2 điểm mà nó cho có cách năm. Nó thêm máy tính là có rồi, sao, sao được. Rồi bắt đầu ví dụ nè, đây nữa. Quy tắc nhân các căn bậc 2. Muốn nhân các căn bậc 2 của các số công âm, ta có thể nhân các số dưới dấu căn với nhau rồi khai phương kết quả đó. Có nghĩa là ý là nó gộp lại á. Cái này nó tách ra nè, bây giờ nó nhân đi gộp lại nè. Gộp lại. Rồi căn 5 căn được, căn 20 căn được, mà gộp lại thì căn được. Gộp lại là 100 này là ra 10. Thấy không? Nhưng mà để căn 5 căn đâu ra đâu. Hai điểm đối nhé. Đó, căn 5 căn ra. Căn 20 cũng căn cũng ra luôn. Cho nên là người ta nhân vô thì nó được ra. Cái bài này mình gộp lại như thế nào đây? Mình gộp lại nè, gộp lại. Số 10 bỏ ở đây là thành 13. 52 thì bằng 13 nhân cho 4. Chỗ này là 2 mình thương, 13 mình thương thì gộp lại đây là bằng nhân 13 mình thương bằng 26. Thấy không? Chết rồi. Bây giờ như cái này mình gộp lại nè, mình gộp lại, mình gộp lại như thế này đây. Mình muốn hả? Không phải, cái ghế hết chưa? À, nhưng mà chỗ này mình sẽ căn của 3 nè, 75 là bằng 3 x 55. 3 x 55, chỗ này là 3 x 3, đây 5 x 5 x 5, chứ là bằng 3 x 5 mũ 2. 3 mũ 2, 5 mũ 2 nè. Như vậy bằng 3 x 5, bằng 15. Mũ 2 bỏ đâu là mắc căng. Thấy không? Thế. Đây mình gộp lại như thế nào? 20 nè. Còn 2 nhân cho 10 nè. 3 72 là bằng 2 nhân 36 nè. Nhân 4,9 nè. 10 đem nhân 49 là bằng ra 49 nè, 2 nhân 2 ra 4 nè. Hai hai bốn không ba sáu ở đây 10 nhân 49 là 49 rồi nó bốn chín rồi mình tách ra không tách ra là 4 rồi căn 4 bằng 2 căn 36 bằng 6 là 7 42 nhân 2 là 84 đúng không nhanh không 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 cần phải tính luôn không vẫn ra đúng không rồi như vậy đây mấy cái này chú ý rất quan trọng nè. Một cái tổng quát với biểu thức AB 05 ta có căn A nhân B bằng căn A nhân căn B. Đặc biệt với biểu thức A 05 ta có căn A mũ 2 bằng căn A mũ 2 bằng A. Nhớ là 05 mới được nha, còn nếu mà âm là có tuyệt đối. À, nếu nó đang âm là mình cứ chuyển qua để chuyển đối xong rồi mình cứ bỏ đi. Rồi, nếu nó âm thì cái này nó từ vào. Không âm thì nó nguyên. Như cái này là mình có đưa vô nè. Mình đưa vô nè, thấy không? Đó. 3 x 5 7 là 81 rồi. 2 x 5 bình rồi ra đây nè. 81 là bằng 9 A bình. Đưa ra thì tối 9 A. Mà A lớn mà không ra đây bỏ ra là 9 A. Còn đối với bài này thì lại tách ra. Tách ra nè. Căn 9 thì bằng 3, căn này thì bằng thì đối với A, căn này là thì đối với bình B bình hơn. Ở bên phương nó vô cho nên người ta lấy bên phương luôn.
Ta có thể làm như này là bằng 3AB bình mũ 2. 3 là 10 mũ 2 9 này, A mũ 2 này, B mũ 4 này. Rồi trị thì đổ ra. Lát qua đây luôn rồi. Cái này làm sao? Nhập vô nè. 3 nhân mũ 3 này, trong 12 nhân bình này. 3 nhân 12 là 36 nè. A mũ 3 mũ A là 3 mũ 4 nè. Bằng 6A bình này, mũ 2 nè. Bình này. Bình, cháu bình là số 0 âm, đây là 6A bình này. Đó. Đây mình nhập vô sẽ là căn của 12 thôi. Cái này nhập vô luôn là ra là căn của 32 nhân 2 là 64 này. A bình B bình này. Bằng 8AB bình nha. Một ký đi ta. Mời đi. Thầy quay cái đầu cục đầu chì lại, quay cái đầu chì lại thầy. Thầy cứ để cái đầu ở đó, cái này là viết nó mới được chứ. Cái là vậy, không, không có bỏ ra được mọi người cái số đó mình không biết âm dương. Rồi như vậy bài học hôm nay đến đây rồi. Xin chào tất cả các bạn và các em học sinh. Hẹn clip sau nha.